Anh Bình xin kính chào quý vị trở lại với chương trình 24 giờ với Địa ốc ngày hôm nay. Trong phòng thâu chúng tôi có một vị khách mời, đó là cô Alex Thu Nguyễn. Cô Alex Thu Nguyễn là người đại diện cho Farmer Insurance. Thì trước hết cho anh Bình xin chào anh Sunny và mời cô Alex. Alex chào, gửi lời chào quý vị khán giả. Chào chị An Bình và chào quý vị khán giả. Chào quý vị khán giả, chào Alex, chào anh Bình. Dạ thưa, ngày hôm nay anh Bình mời cô Alex lại là bởi vì cái đề tài ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình 24 giờ với Địa ốc nó có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Alex. Thì cái đề tài ngày hôm nay nó rất là thú vị, nếu mà nhất là cho những quý vị nào vừa mới mua nhà hoặc là mới close escrow hoặc là đang chuẩn bị close escrow, nó rất là hữu ích cho quý vị, là bởi vì cái câu hỏi này chúng tôi được nhiều người hỏi rất là nhiều, là cái home guarantee và cái home owner insurance nó khác nhau cái gì, và tại sao mỗi lần mình, tại sao mình đã có home owner insurance rồi mà mình vẫn cần phải có cái home guarantee khi mình mua nhà. Thì anh Bình mời anh Sunny gửi đến cho quý vị khán giả biết cái home guarantee là làm sao và những cái gì nó cover trong cái home guarantee. Anh Bình, cái câu hỏi rất là hay. Cái home warranty á, lúc mình mua nhà đó, là cái người seller đó, nó bán nhà as is, là tất cả nhà bán as is trong cái contract đã spell out là cái nhà bán as is. So cái người buyer không có warranty gì hết trơn đó, không? Thì lúc mà hư hao gì thì như thế nào? Thì lúc mà cái transaction bán nhà và mua nhà, nó có một cái third party, là một cái công ty nó đứng ra nó bán home warranty cho cái người buyer. Thì cái người mua đó có cái option muốn mua cũng được, không mua cũng không sao, không bắt buộc là phải mua. Nên mua. Nhưng mà nên mua. Tại thì tại sao nên mua ha? Tại vì những cái hư hao trong nhà mình đâu có tránh được đâu. Lúc mình mua vô nhà, cái tủ lạnh nó bị hư, hoặc là cái máy heat không work, hay là cái đường nước bị leak, hay là vân vân và vân vân, thì cái đó là mình nên chuẩn bị trước. Tại vì nó có những cái đó nó cover như cái insurance gì đó, thì mình a peace of mind, hư hao gì có người sửa cho mình. Những cái món gì trong nhà mình sẽ được cover bởi cái home guarantee? Những cái gì hư trong nhà mình sẽ được cover bởi home guarantee? Yeah. Cái nó là rất là hay, cái home warranty nó chia rất là nhiều bộ phận trong đó. Cái basic thì nó không cover nhiều, nhưng mà nếu mà quý vị mua nhà hoặc là người agent quý vị nên recommend nên mua cái gì, tại vì có nhiều cách không cần mua. Nếu mà nhà mình không có máy lạnh thì mình không cần mua thêm máy lạnh, nhưng mà cái basic nó không cover máy lạnh, không cover tủ lạnh. Nghĩa là đi theo cái package. Nó đi theo cái package cộng thêm những cái món additional to cái package đó. Thí dụ rằng mình có nhiều người forget là cái roof nó hư, thì cái roof là nó thêm một chút xíu tiền đó, nó cover được cái roof cho mình. Với là như sân này nói là cái hồ bơi rất là quan trọng, người ta quên hồ bơi đi, nhưng hồ bơi có những cái pump, những cái equipment đó nó cover luôn những cái giống cho mình, nhưng mà cái đó là additional to cái basic package của cái insurance đó. Rồi, cảm ơn anh. Alex thấy là giữa cái home owner insurance với cái home guarantee nó khác nhau cái gì theo cái chuyên môn của em? Dạ thưa chị và quý vị khán giả, là home warranty là thường khách hàng mua cái đó sau khi người ta mua nhà, và để bảo vệ những cái đồ đạc trong cái nhà hoặc là những cái gì đó nó có thể bị vỡ hoặc là trong vòng một năm đó. Nhưng mà cái home insurance thì quý vị cần phải mua nó cho mỗi năm để bảo vệ cái căn nhà của mình. Thì trong cái bảo hiểm nhà thì nó có hai cái vấn đề chính quý vị nên để ý, là thứ nhất là cái vấn đề rủi ro xảy ra cho cái căn nhà của mình. Thì Alex muốn nói về cái vấn đề rủi ro, có nghĩa là chẳng may căn nhà của quý vị bị cháy bất thình lình, hoặc là mình bị trộm cắp, hoặc là mình bị thời tiết mưa bão rồi mưa đá, hoặc là chẳng may sấm sét làm mái nhà của mình bị hư. Những cái đó là những cái trường hợp rủi ro xảy ra. Hoặc là cũng có thể là một ngày nào đó đẹp trời, tự nhiên một cái chiếc máy bay nó đang bay trên trước nhà của quý vị và nó rớt xuống. Đó là những cái trường hợp mà
mình không thể biết được. Thì đó là cái mà cái home owner insurance nó sẽ bảo vệ quý vị trong cái vấn đề rủi ro cháy nhà hoặc là một cái vấn đề đó mình không có thể biết được. Rồi cộng thêm trong cái bảo hiểm nhà thì nó bao gồm cái phần kế tiếp là nó come với cái package. Thì cái package đó nó cover cho quý vị những cái phần nó gọi là dwelling insurance. Basically dwelling insurance nó có nghĩa rằng là cái tiền để xây dựng cái căn nhà của quý vị nếu chẳng may nó bị cháy. Thì về cái vấn đề cháy cái căn nhà thì mình làm sao biết được căn nhà của mình có thể trị giá cháy đủ để mà xây lại căn nhà. Thì hãng bảo hiểm Farmer Tiffany bây giờ Alex lấy một cái ví dụ như mình có một cái căn nhà là 1.000 square feet. Thì hãng bảo hiểm sẽ tới estimate, thì Alex cũng nói một cái con số nó rất là tròn để dễ đi, là 200 đồng một square feet để mà xây lại căn nhà thì có phải là 200.000 không? Thì cũng có nhiều khách hàng của Alex, rồi Alex cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm luôn, là họ nghĩ rằng ô, chúng ta mới mua một cái căn nhà 500.000, 1.000 square feet mà hãng bảo hiểm chỉ có estimate cái số tiền để xây lại căn nhà là 200.000. Cái đó hơi ở dưới cái giá trị cái căn nhà. Nhưng mà Alex cũng muốn clarify cho quý vị luôn là actual reconstruction cost có nghĩa là cái số tiền mà mình xây lại cái căn nhà versus cái tiền mà market price người ta mua cái căn nhà, hai cái nó khác nhau. Tại trong cái kia nó còn có cái vấn đề là cái miếng đất quý vị mua cộng thêm cái khu quý vị mua nữa. Thì những cái thắc mắc đó Alex muốn clarify là lúc nào người ta cũng estimate cái căn nhà của quý vị đúng cái giá trị để xây cái căn nhà. Và cứ mỗi năm farmer có increase cái tiền đó để mà nó adjust cái inflation. So đó là một cái mà farmer cover cho cái homeowner insurance của quý vị. Cộng thêm đó nữa là cái phần họ cover những cái separate structure như cái hàng rào của mình, rồi cái deck hay là cái patio nếu mà bị mưa nó làm đổ. Rồi quý vị cũng có những cái phần nó gọi là loss of use. Trong cái loss of use đó, ví dụ như căn nhà của quý vị bị cháy và cần quý vị cần một chỗ để ở, thì trong vòng 6 tháng mình phải đi ở hotel hoặc là mình phải đi ở mướn nhà. Cái phần loss of use nó sẽ cover cái phần đó cho quý vị. Cộng thêm là bây giờ căn nhà của mình bị cháy, những cái đồ đạc trong nhà cần phải clean up, nó cũng nằm trong cái phần loss of use. Rồi cái kế tiếp là đồ đạc của quý vị. Thì thường thường một căn nhà 1.000 square feet, hãng bảo hiểm họ sẽ estimate cái căn nhà đó có thể đựng được bao nhiêu đồ, và họ sẽ include cái phần đó trong cái package. Và nếu như căn nhà mà quý vị bị trộm cắp thì cái phần đó nó được cover từ cái homeowner insurance policy. Rồi cộng thêm, chúng ta cũng biết là chúng ta đang sống trong một cái tiểu bang mà cái rate of lawsuit rất là cao. Thì cái homeowner insurance của farmer cũng include 100.000 tiền liability just in case mình bị ai đó sue mình legal, and then cái đó họ sẽ defend cho mình. Thay vì nó liên lên cái nhà của mình thì dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Thì cái phần đó quý vị có thể adjust, thí dụ như mình cảm thấy căn nhà mình trị giá 500.000, mình có thể mua hơn, nhưng mà automatically thì farmer sẽ include cái 100.000 cho quý vị. Rồi cái phần kế tiếp nữa là cái phần medical pay. Nhiều khi chẳng may mình để đồ đạc gì đó ngoài sân, hàng xóm họ đi ngang qua họ trượt ngã một tí rồi họ đi bác sĩ, thì nó có cái phần medical payment đó. Hopefully Sunny has some questions. Yeah. Sunny có câu hỏi. Oh, có nhiều câu hỏi lắm. Nhưng mà thường thường tại vì Sunny giúp khách hàng mua nhà đó, thì khách hàng ưa hỏi là tại sao mà một chỗ thì chạc một cái nhà như vậy mà một chỗ chạc 500, một chỗ 700, một chỗ 800. Dạ thì trong cái đó thì nó cũng có nhiều cái reason. Có thể là họ bundle xe và nhà, cũng giống như farmer. Nếu quý vị mua chỉ nhà không thôi, cái giá lúc nào cũng sẽ cao hơn khi quý vị cộng chung nhiều món vô với farmer. Rồi cái kế tiếp nữa là cái tiền deductible. Nếu deductible quý vị thấp, cái giá bảo hiểm nhà của quý vị sẽ cao. Và nếu mà deductible cao thì cái giá bảo hiểm nhà sẽ thấp. Nhưng mà cũng chia sẻ là thường thường most of the time recommended là mình nên có cái deductible standard là 2.500. Là tại vì nếu như trong một cái vụ claim mà quá nhỏ, quý vị không muốn claim với hãng bảo hiểm, tại vì nhiều claim quá nó sẽ làm cho mình uninsurable, rồi mình phải đi kiếm những hãng nhỏ hơn để mua. Còn nếu mà bây giờ mình mua cái standard là 2.500 deductible
thì quý vị trả insurance ít, mà khi nào có những cái claim mà nó cao hơn, nhiều hơn thì mình phải claim cái đó. Cảm ơn Alex. Cho anh Bình xin được ngắt lời ở đây là bởi vì chúng ta không còn thời gian nữa, nhưng mà thời gian quá ngắn quá. Nhưng mà có những cái quan trọng là khi những cái chuyện này xảy ra thì nếu chúng ta đều cần có home guarantee và home owner insurance, hai cái rất là lợi cho chúng ta. Thì khi mà có những cái chuyện rủi ro xảy ra, quý vị nên liên lạc với công ty for home owner insurance, quý vị nên liên lạc với người bán bảo hiểm của quý vị, hoặc là liên lạc thẳng với hãng bảo hiểm. Nhưng mà khi mà có vấn đề rủi ro xảy ra với lại home guarantee thì mình nên gọi ai sân này? Lúc mình mua cái nhà thì nó còn lúc mình mua cái nhà xong rồi mua luôn cái home warranty thì nó đưa mình cái certificate của cái công ty đó. Okay. Trong vòng 1 năm thì mình cứ là gọi anytime. Nếu mà quý vị không có home guarantee, hoặc là gọi cái người agent mà đã giúp quý vị mua nhà, họ sẽ có information của tất cả những cái gì quý vị cần. Và thời gian đã không còn nữa, An Bình xin rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình 24 giờ Video. Số phone của An Bình Sunny đã có trên màn ảnh, tuy nhiên An Bình được mời Alex đọc cái số phone của em nếu mà quý vị có cần. Nếu quý vị cần có tham khảo, just gọi cho Alex số phone là 408-460-4855. Dạ, 408-460-4855. Alex rất là vui để phục vụ quý vị. An Bình xin thân ái kính chào quý vị. Chào quý vị. Dạ, chào quý vị.